Xin chào cô chú anh chị mình nhé. Hiện tại là Nhân đang đứng ở đường trục chính TC3 nè cô chú anh chị. Nó cái đường trước mặt của chú chị mình đó là mình sẽ chạy ra ngoài cổng chính của dự án cải tạo sinh. Từ vị trí này mình chạy ra cổng chính nó khoảng 400-500m nha cô chú anh chị. Còn đây là đường kênh KT11 nè. Đây là cầu Khang Thủy. Thì hôm nay Nhân sẽ giới thiệu đến cho chú chị mình một nền với diện tích là ngang 4 dài 16. Đây, nếu như mình rẽ bên tay phải, mình chạy thẳng đường KT11 này á, khoảng chừng 200m thôi là sẽ tới công viên 7 kỳ quan thế giới nha. Mà giờ cô chú chị mình sẽ đi thẳng qua cầu An Khê và mình tới cái ngã tư thứ nhất, đường trục chính TC3 giao nhau với đường N9, là mình sẽ rẽ bên tay trái. Hai cái lốc mà trước mặt của chú chị mình á, bên tay trái màn hình là diện tích ngang 4 dài 16. Còn bên tay phải của màn hình là với cái diện tích là ngang 4 dài 13 nha chú chị. Trong này thì dân cũng ở cũng nhiều. Rồi, nhìn xa xa là đã thấy vị trí của lô đất của mình. Nhân 16 và cái hướng của cái lô đất này là hướng đông. Đây, nắng sáng nè cô chú chị. Nắng sáng nó chiếu vô căn nhà thôi, thấy nó lung linh gì đâu á, thiệt. Rồi, lô đất của mình nó sẽ từ cái vị trí là cặp bên cái căn nhà hiện tại của cô, nó sẽ dài qua tới bên đây. Đó là 4m, cái cọc móc sẵn rồi chú chị. Sau đây được cái nó đóng cọc cao ghê không không? À, dài 16 là sẽ bằng với căn nhà hiện tại. Nó tuốt tuốt ở đằng sau luôn. Rồi, nếu như mà cô chú anh chị nào mình mua lô đất này thì sẽ được tặng một cây mít. À, thường thường là người ta nói là thơm như mít đó. À, mua lô đất này là trước mắt là dù lời hay không hay là xây nhà ở hay không, nhưng mà thấy thơm như mít rồi đó cô chú chị. Ở đây là cái vị trí của cái kênh sông Chăn đường KT11. Tức là thay vì hồi lúc nãy là Nhân vừa qua cầu An Khê thì Nhân sẽ rẽ bên tay trái, Nhân chạy vào liền luôn ở tới đây. Nhưng mà Nhân rảnh không biết làm gì cho nên là chạy xuống một chút xíu rồi chạy bọc qua đây. Tức là nói chung là mình đi đường nào cũng được nha chú chị. Hai đường đi đường nào cũng được hết. Và cô chú chị mình sẽ biết được là cái đường mình là đường thông ha. Đó, ví dụ như bên kia thì mình đi vòng qua đây, còn đây mình vòng ngược trở lại. Tức là đường thông nhau chứ không phải là đường cục. Và Nhân cũng chia sẻ một chút xíu ở cái phía này, tức là còn một cái lốc của mình thôi ha, còn lốc này thôi là hết rồi. Bên kia là đất của người dân và bên đây cũng là đất của người dân hết rồi nha. Còn cái đường này, đường KT11, nếu mà cô chú chị mình rẽ bên tay phải, mình chạy thẳng vào là mình sẽ đi qua bên khu dân cư Đức Hạnh. Khu dân cư Đức Hạnh là hai khu dân cư khác hoàn toàn cái gì, tức là các tự của sinh mình với khu cư Đức Hạnh là nó nằm sát bên nhau, nhưng mà nó hai chủ đầu tư hoàn toàn khác nhau, nó không dính líu gì nhau hết. Và nếu như mình chạy thẳng vào trong nữa thì mình sẽ đi vào những cái đường mòn của những người dân sống ngày xưa tới bây giờ, hay còn gọi là dân cốt cụ ngày xưa giờ cũng được. Rồi mình nhìn lại rất một lần nữa, mình có cái vỉa hè ở trước là 2m đó, thì bên cô chủ nhà bên đây hiện tại thì cô đặt một cái bộ bằng ghế đá đây. Thì ví dụ như cô chú anh chị mình về đây mình mua đất mình ở thì đó, buổi chiều cái ga mình ngồi ké đây luôn đó, hai nhà mình ngồi kế bên nhau, nó không có gì bằng tình làng nghĩa xóm của chú anh chị. Tối lửa tắt đèn có nhau, có gì hỗ trợ cho nhau. Còn dù sống kế bên nhau mà để ghét nhau rồi khó sống lắm, dọn đi nơi khác liền cho chắc ăn đó. Cái lòng đường mình là 6m nè, vỉa hè hai bên, một bên gì là 2m, thì tổng cộng là con đường mình 10m nha. Thông thoáng, thoải mái, xe tải, xe hơi, container luôn, chạy là vui vu. Lô đất của mình đã có sổ hồng riêng, cô chú gì mình mua bán là sẽ công chứng và sang tên ngay, không cần phải chờ đợi một cái gì hết. Và cái vị trí này thì cô chú chị mình cũng rất là dễ tìm. Nếu như mình muốn tự xuống xem thì mình cứ đi theo cái đường hướng dẫn của Nhân nói lúc nãy, mình chạy vào thấy cái căn nhà của cô bên đây là
sẽ tới cái vị trí của lô đất của mình rất là dễ nha. Còn cô chú anh chị nào mà không biết thì Nhân cũng nói sơ về cái vị trí của mình là bên đây thì nó nằm thuộc ở xã Đức Lập Hạ của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, trực thuộc dự án cát tường quốc sinh của mình nhé. Đó, mùa này dần ở đông quá trời đông rồi. Hiện tại thì cái lô đất này bên chủ đang kêu bán với cái giá là 870 triệu, giá vẫn còn thương lượng bất lọc cho cô chú chị mình. Ví dụ như về cái phần giá đó thì hồi trước thì Nhân có quay một cái lô ở cái lóc này cũng 4x16 và hướng bắc với cái giá là 950 triệu. Đó, nó là như vậy vì nó hoài chạy vào tới liền thì của mình là nó hơi cuối đường một chút xíu, nó là cuối luôn chứ không hơi nữa, cho nên nó rẻ hơn trước mắt khá là nhiều. 870-950, rẻ hơn 80 triệu nha chú chị. Rồi, thứ nhất, và cái thứ hai đó, cái giá mà 870 triệu với cái diện tích 4x16 thì Nhân cũng xin phép chia sẻ với chú chị mình là tìm rất là khó, bây giờ tìm rất là khó luôn, không có ra đâu. Ở cho nên là ví dụ như ai học với hướng đông và cần một cái diện tích khoảng ngang 4x15-4x16 thì đây là một cái vị trí cực kỳ hợp để cho cô chú chị mua đầu tư tiếp tục cũng như là mua để xây nhà ở nha. Và Nhân xin nói lại một lần nữa, giá vẫn còn thương lượng bất lọc. Về cái phần giá, cô chú chị mình cứ liên hệ trực tiếp với Nhân, mình xuống xem đất, mình ưng đất, Nhân sẽ cho số điện thoại của chủ để mình thương lượng, được thì mình mua, còn không được thì mua nền khác. Nhân cũng nói luôn là khi mà cô chú chị mình một đã biết cắt tường quốc sinh rồi thì lúc đó cô chú chị mình biết vị trí này rồi, chỉ cần thương lượng giá được cọc luôn đã thì gọi cho Nhân. Và cái thứ hai, nếu như cô chú chị nào không gài, Nhân bị hoài luôn không biết sao, trả giá thương lượng mà chưa có coi lô đất đó, chưa coi lô đất thì mình không nói rồi đó, nhiều nói chuyện đã đời nói một hồi cái ủa cái lô đất nằm ở đâu vậy em, trời ơi nhận nó tức mà tức thì không biết nói gì luôn. Mình cái nghề của mình nó vậy rồi thì mình cũng nói là dạ dự án nó nằm vậy đó mà tức lắm. tức cười đó chú chị, tức là chưa có biết cái vị trí lô đất ở đâu, chưa biết nó như thế nào mà gọi điện lại nói Nhân ơi trả giá được nhiêu mua luôn đó. Nó đã rồi mà cô chú chị mình thương lượng giá với Nhân không bao giờ Nhân nói cái giá chính xác. Đó, trừ khi cô chú chị là mình đã biết đất rồi, mình xem đất rồi thì lúc đó là Nhân sẽ đưa số điện thoại qua, mình nói chuyện trực tiếp với chủ luôn. Chứ Nhân là người môi giới, Nhân có quyền gì đâu mà quyết định, Nhân chỉ là một cái cầu nối thôi. Đó, cô chú chị mình bước qua đó, được thì bước, còn bước qua không được thì mình cố gắng mình bước, chứ bây giờ Nhân không biết làm sao luôn á, nhiều khi nó khó lắm, khó lòng. Rồi, Nhân xin nhắc lại về phần giá cả, cô chú chị mình ưng lô đất là sẽ thương lượng trực tiếp với chính chủ. Đó, đừng có hỏi Nhân ơi cái giá bớt được bao nhiêu, Nhân không biết đâu. Tại vì nếu như mà cô chú chị mình trả giá đó, nào, thứ nhất là mình thiện chí, mình muốn gặp chủ. Thứ nhất là mình muốn trả giá qua điện thoại cũng được. Thứ hai mình trả giá là gặp chính chủ, đem theo cục tiền, chẳng hạn 870 triệu. Đặt cọc 10% là 87 triệu, đem theo 100 triệu luôn. Đó, lại tới nhà chủ để bọc tiền xuống cấp. Rồi, tôi muốn mua cái giá là 800 hoặc là 750 gì đó, được thì chị bán, còn không được thì thôi. Hoặc là để từ từ cho bên chủ, người ta bây giờ người ta cũng phải, ví dụ cũng phải lên xíu xuống xíu chứ, bây giờ mình trả giá một cái mà chủ người ta đồng ý luôn thì nhiều khi mình chưa dám mua, đúng không ạ? Đó, trừ khi như vậy mình mới ép được cái giá nhiều. Tại vì người ta đang áp lực là người ta đang rất muốn bán cái lô đất này hoặc là một cái căn nhà này. Đó, mà bây giờ là có người là đem tiền đến là mua luôn, đúng không? Thì người ta phải áp lực chứ. Áp lực là gì? Nếu như mà mình không bán á, hoặc là mình đưa ra cái giá cao quá, người ta giận, người ta bỏ về đó, thì mình không còn cơ hội để mình bán nữa, đúng không? Đó, cho nên người ta cũng phải suy nghĩ này kia đó, được giá anh ta bán à. Rồi, dạy Nhân chú chị. Cảm ơn cô chú chị mình rất là nhiều. Nãy giờ đã dành một chút thời gian theo dõi video của Nhân. Cô chú chị mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi được video sau nhé. Còn bây giờ thì Nhân xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị mình ở những video, những sản phẩm tiếp theo nữa. Nhân xin chào.